Hello hello xèo tất cả anh em nhé, thì mình là LTL đây, đẹp trai mắt số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF LTL của mình nhá. Đấy thì video ngày hôm nay thì mình đã quyết định là kiểu như tạo phòng để solo 1-1 với cái thanh niên kiểu như là lấy ạc của mình anh em ơi, thanh niên fan của mình em ạ. Đấy, tên của nó là cụ là Quang Anh anh em ơi, nó đổi tên rồi anh em ơi, nhưng mà nó không chơi nick mình anh em ạ, nó chơi cái nick của nó anh em ơi, nó đã đổi tên là cụ là Quang Anh nha, kiểu như nó muốn thách thức mình anh em ạ. Đấy, kiểu solo 1-1 này là kiểu solo cực kỳ căng thẳng anh em ơi, nếu như mình thua trận này thì mình sẽ mất tâm huyết của mình vĩnh viễn anh em ạ. Còn nếu như mình thắng trận này thì kiểu như mình sẽ lấy lại được ạc nha anh em ơi. Thì mong là anh em ủng hộ mình bằng cách là anh em xem từ đầu đến cuối clip này không tua nhá. Và anh em nào chưa bấm like thì anh em nhấn giúp LTL một nút like được không, để động lực LTL bàn thắng trận này nhá. Anh em chưa bấm like bấm like đi, mình đếm anh em 3 giây này. 3 2 1 like anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em nhá. Thì hôm nay nhân dịp là ngày mùng 1 tháng 5 ấy, thì mình quyết định là sẽ tặng quà cho anh em nhá. Anh em chỉ cần xem từ đầu đến cuối clip và tí đã trả lời đúng câu hỏi của mình là được nha anh em ơi. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình sẽ cố gắng tập trung nhá. Hiện tại là mình đang chơi con ạc boss anh em ạ, ạc phụ của mình anh em ơi, nên khả năng là kiểu như nó hơi ngu một xíu, không có skin súng không có cái gì cả anh em ạ. Nên là mình sẽ cố gắng bắn hết cỡ nha anh em ơi. Thì hôm trước mình cũng đã nhờ hacker nhưng mà không lấy lại được ạ anh em ạ, bởi vì cái tài khoản của mình nó là kiểu như bảo mật cực kỳ kỹ rồi anh em ơi. Nên là nói chung cũng khá là căng anh em ạ. Ok, thôi nói chung là bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha anh em ơi. Đó, nói chung là cái kèo này mình mong là mình sẽ chiến thắng anh em ạ, để mình sẽ lấy lại được ạc nha, và clip sau mình sẽ quay đều cho anh em xem nha anh em ơi. Ok, anh em thấy chưa? Con ạc này thì mình mặc cái bộ đồ chủ đạo là màu xanh anh em ạ, mà nó cũng chả có bộ đồ nào khác để mặc đâu anh em ơi. Mình cũng muốn mặc bộ đồ khác nhưng mà không có anh ạ. Nhưng đây là cái màu mệnh của mình nha, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ mặc bộ đồ này mình bắn nó sẽ kinh anh em ạ. Ok, thì nói chung là không có skin súng ấy, thì anh em là không có skin súng thì mình ưu tiên anh em bắn những cái khẩu mà không quan trọng skin súng, ví dụ như MB anh em ạ. Đấy, MB hoặc là khẩu mình nghĩ xem nào, hoặc là Thompson anh em ơi. Đấy, mình nghĩ là cái khẩu này nó sẽ không quan trọng skin súng lắm anh em ơi. Đấy, mình sẽ bắn hai khẩu này nhá, chứ UMP là anh em phải có skin súng anh em mới bắn được. À may quá anh em ơi, hai khẩu súng này thì vừa lấy hôm nọ mình kiểu như quay được vĩnh viễn rồi anh em ạ, nên là mình đã có skin nhá. Nói chung là mình không ngán anh em ơi, nhưng bom kêu thường hơi cùi một xíu. Anh em chưa bật, ui ơi, thằng này chưa gì nữa, ném quả bom nữa đó. Ok, ui, mình bắn một viên vào đầu anh em ạ, từ từ, tập trung. À, mày chạy đâu, đứng lại. À, thằng danh con này. Bình tĩnh em ơi, rồi nó đang đặt keo anh em ạ, bây giờ mình sẽ công qua luôn nhá. À đây. Ui, thằng đặt keo nhanh thế nhỉ. Ui, tôi chết rồi, không một rồi anh em ơi. Vãi trưởng, nó đặt quả tên thách thức quá anh em ơi, tôi chết rồi. Kèo này quả là mình khả năng mình thua rồi anh em ơi, anh em bấm giúp mình một nút like anh em ơi, đừng có xem chùa nữa. Vãi trưởng đấy anh em ạ. Ok, mình sẽ cố gắng chiến thắng nha anh em ơi, mình sẽ cố gắng tập trung hết cỡ anh em ơi. Ok, mình sẽ bắn khẩu Thompson này nhá. Vẫn tiếp tục là Thompson với MB40 anh em ạ. À thôi, mình sẽ đổi Thompson bằng M1887 đi anh em ơi. Tuy là nó không có skin nhưng mà nói chung là mình cố gắng nha anh em ơi, chứ không là nó ao trình mình quá anh em ạ. Bởi vì skin này của mình khá yếu, bình thường là mình bắn mấy khẩu skin 7 đá với cả level 7 đúng không anh em ơi. Anh em thấy cực kỳ mạnh luôn, hôm nay mình bắn skin này nó hơi yếu một xíu. Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ cố gắng tập trung nhanh anh em ơi. 1-0 anh em ạ, 30 nó vẫn chưa phải là Tết. Ui đâu, à đây. À bình tĩnh. Ui, gì vậy trời, chưa gì đã 2-0-2 như nào anh em. Tôi chết rồi, toang mình rồi anh em ạ. Ok, không sao anh em, không sao, mình sẽ cố gắng nha anh em ơi. Chết rồi, chẳng nhẽ mình đã mất cái ạc tâm huyết của mình vĩnh viễn này như nào anh em ơi. Trận này chỉ cần mình thắng anh em ạ là mình sẽ kiểu như lấy lại được ạc anh em ơi, mà mình thua thì chắc không được đâu anh em ạ. Mình thua chắc là mất đấy, bởi vì hacker còn không lấy lại được cơ anh em ơi. Nếu mà khả năng hacker không lấy lại được mà kèo này mình vẫn không lấy lại được thì chắc là mình sẽ nhờ Gana mình lấy lại được anh em ạ. Chắc là lấy lại giúp mình anh em ơi, bởi vì mình mà thua thì bây giờ Gana là trong mình đang trong đại lộ anh em ạ. Mình nghĩ là Gana có thể lấy lại được cho mình ấy. Ok, không sai anh em ơi, mình sẽ cố gắng anh em ơi, mình sẽ cố gắng nha. À, mình nhẹ cái đầu đây, mày nhẹ cái đầu mình ra đây. Mình sẽ cố gắng chiến thắng anh em ạ, chứ không muốn nhờ đến Gana đâu anh em ơi. Ok, không sao. Tập trung một tí là được anh em ơi. Ui, vai, sao thầy bắn toàn đầu như nào anh em? Ui, hay nó xài hack nhỉ anh em nhỉ? Anh em có nghĩ vậy không? Ba trưởng, càng quá anh em. Ok, kèo này mình sẽ cố gắng tập trung hết cỡ nhá. Nói chung là cái trận đấu này cũng không quan trọng là bắn súng nào anh em ạ. Mình sẽ quyết định là dùng SK anh em ơi, dùng SK bắn xa anh em ạ. Bây giờ bắn cầu gần không được thì mình sẽ quyết định là thử vận may là mình bắn xa anh em ơi. Đó, để xem như nào anh em ơi, mình mong là mình sẽ giành chiến thắng anh em ạ. Ok, không sao, anh em vẫn ủng hộ mình, mình vui anh em ơi. Mình nhẹ cái đầu mình ra đây, ta sẽ bắn xa chỗ này.
Ừ, mình sẽ bán xa xem liệu có ăn thua hay không nhanh nha mày. Ừ, thằng đặt kêu nhanh lắm anh ạ, thằng đặt kêu nhanh lắm. Ơ, sắp chết rồi kìa. Ok, qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Rồi, 3-1 rồi anh em ơi, không vào đầu nhưng mà cuối cùng mình cũng đã gỡ lại được một dẻo. Trời ơi, đây là động lực cái tâm lý của mình để mình sẽ giành chiến thắng anh em ơi. Cố lên, cố lên, 3-1 rồi anh em. Ok, mình sẽ nâng cấp luôn anh em ơi, nâng cấp mắc rồi anh ạ. Nói chung combo súng này cũng khá là uy tín anh em ơi. Trời ơi, bắn xa cũng được anh em ạ, thì không biết là sau cái trận đấu này nó có kiểu như mình mà thắng thì nó có bảo là kiểu như phá luật hay không nhỉ anh em nhỉ. Mình nghĩ là chắc là không nha, bởi vì mới đầu nó cũng có bảo là được dùng, nó cũng có bảo là không được dùng Ska đâu. Có nghĩa là mình nghĩ là tất cả khẩu súng trong tử chiến này đều được dùng hết anh ạ, nên mình sẽ quyết định là dùng Ska anh em ơi. Bắn từ xa nha, không bắn được gần nên là mình sẽ bắn từ xa cấu rỉa trước, sau đó mình sẽ công tới gần anh em ơi. Rồi, đâu 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 rồi. À, bên này, bên này. Headshot đây à, cay luôn, ok. Ui trời ơi, 3-2 rồi nha, 3-2 rồi. Quá uy tín anh em ạ, quá uy tín luôn. Ok, tiếp tục nha, tiếp tục nha, tiếp tục nha. 30 nó vẫn chưa phải là Tết anh em ạ. Ok, trận này khu dân cư anh em ơi. 30 chưa phải là Tết đâu anh em ơi. Anh em yên tâm nhá, mình vẫn có thể lật kèo được bình thường nha anh em ơi. Rồi, nói chung gà nó gáy rồi là mình phải gáy to anh em ạ. Tiếp tục là mình vẫn chơi cái chiến thuật vừa xong nha, bắn từ xa có gì anh em ơi. Ok, có lục bạc. Ôi, ở đây có lục bạc này, từ từ bình tĩnh. Mình sẽ bắn cả lục bạc luôn nha anh em ơi, mình sẽ bắn cả lục bạc one shot luôn nha anh em ơi. Lục bạc one shot thì chả cần skin thôi anh em ạ, bởi vì nó có cái khẩu nào nó tăng mình thấy anh em ơi, mình thấy nhá. Mình thấy lóa rồi nha anh em ơi. Ra đây, mày ra đây, mày ra đây. Nhẹn cái đầu mày ra đây. Nhẹn cái đầu mày ra đây. Ok, 67 máu rồi. Ôi 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 ôi, lé kin ghê nhỉ. À, nó bắn shot gun anh em ơi, nó bắn shot gun, mình sẽ đứng từ xa mình bắn anh em ơi. Wow, nó bắn shot mình anh em ạ, nó bắn shot mình. Hay bắn khá căng anh em ơi. Bắn shot thì mình sẽ chơi ngồi xuống nhá. Ngồi xuống. Đấy, ngồi xuống bắn. Ngồi. Ngồi bắn không kéo tâm rồi anh em ơi. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Nhẹ cái đầu mình ra đây. Ra đây. Mày, mày ra đây. Ui dồi, đau thế, đau thế, đau thế. Ui, vẫn chết kìa anh em ơi. Thầy bọn on shot kinh quá anh em ơi. Vai trưởng bây giờ, cái thằng này nó như trong quân đoàn mình nhé. Hình như nó mới thêm vào quân đoàn mình anh em ạ. Vai trưởng bây giờ nó còn phá quân đoàn mình rồi anh em ơi. Tôi xong rồi. Đây anh em thấy chưa, không biết là liệu nó có chuyển lên thành chủ quân đoàn hay không anh em ạ. Vai trưởng mình đang cảm thấy rất là lo lắng anh em ơi. Thôi quả này mình chắc chắn mình phải chiến thắng để mình kích nó ra khỏi quân đoàn anh em ạ. Nó lấy ác của mình nó thêm cái ác này vào quân đoàn anh em ạ. Mình nghĩ mai chắc là nó cho lên kỳ kỵ hoặc là nó cho lên chủ luôn anh em ơi. Nên mình sẽ còn chiến thắng trận này nha, để mình lấy lại ác càng sớm càng tốt anh em ơi. Anh em giúp mình một nút like anh em ơi. Bấm like anh em ơi, bấm like đừng xếp chùa nữa, đừng xếp chùa nữa nha. Nào mình nhe cái đầu mình ra đây, mình nhe cái đầu mình ra đây. Ui, không thế đâu anh ạ, không thế đâu. À đây đây đây. Ok ok, một viên 61 máu anh em ơi, đổi sang MB luôn. Mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây, ok, 65 máu rồi. Rồi, ok, 34 rồi anh em ơi, 34 rồi. Hay quá, hay quá. Nói chung hôm nay mình không kéo được tâm nha anh em ơi. Bởi vì cái hạc này là cái hạc không phải hạc chính của mình nhá. Mình bắn nó không quen. Nên là mình đôi lúc mình không kéo được tâm, anh em thông cảm mình nhá. Nhưng mình sẽ cố gắng giành chiến thắng anh em ơi. Tỷ số là 3-4 anh em ạ. Nói chung là kèo này nó cũng là căng anh em ơi. Mình sẽ cố gắng tập trung nhá, bình tĩnh nha anh em ơi, bình tĩnh, tất cả phải bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ công qua đây luôn nha anh em, mình sẽ công qua đây nhá. Rồi nói chung nhà mình đang có trẻ con nha anh em ơi. Anh em thông cảm nhá. Nào mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây. Úi giời ơi. Không chết được kìa, không chết được kìa. Đây rồi, một viên 50 máu vào đầu anh em ơi. Từ từ công luôn, công luôn, công luôn, công luôn. Ui không chết kìa, không chết kìa, một phát nữa, một phát nữa. À nó trốn trong này nha, bây giờ mình sẽ nhảy lên kèo nhá. Ơ sao không nhảy được nhỉ. Ơ mùa này không nhảy được lên kèo anh em. Thế không riêng nó luôn rồi, không riêng nó luôn rồi. Bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh nha. Để cho nó đẩy kèo ra là mình sẽ bắn luôn nhanh anh em ơi. À đây 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 đây. Tao bắt bài mày, tao bắt bài mày. Tao bắt bài mày, ui ơi. Thầy đặt kèo thông minh đấy nhỉ. Ôi nó vẫn nhốt trong này này. À đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ok, 63 máu anh em ơi, 63 máu rồi.
Ui, nó one shot này, nó one shot anh em ạ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nào, mình nhét đầu, mày nhét đầu mày ra đây. Ui, căng quá anh em ơi, căng quá. Ok, 69 máu rồi anh em ơi, 69 máu rồi. Sao hôm nay mình không one shot rồi anh em nhỉ? Ờ, sao mày nằm đây? Anh ngu quá, nó nằm rồi anh em ạ. 4 đều anh em, 4 đều rồi. Còn 3 trận nữa thôi anh em ơi, 3 giao nữa thôi, 3 giao nữa anh em, cổ vũ mình đi nào anh em ơi. Ok, mình sẽ thử đổi sang UMB mình bắn anh em, mình sẽ đổi sang UMB nha, mình sẽ không bắn MB nữa nha. Và mình sẽ quyết định đổi sang khẩn cái khẩu mà AWM anh em ạ. Đấy, cầm AWM mình sẽ bắn kiểu như là trúng người đó anh ạ. Đấy, xong rồi mình sẽ cầm UMB mình bắn thì quá hợp lý luôn anh em nhỉ. Mình thấy chiến thuật này khá hay đấy anh em ạ, bởi vì không yêu cầu dùng súng mà anh em ơi, súng nào cũng được mà anh em, nên mình sẽ quyết định là dùng AWM nhá. Chỉ không được dùng lựu đạn anh em ạ, chứ dùng lựu đạn là chắc chắn là mình sẽ thắng rồi. Ok ok, bây giờ mình sẽ căn kia đó nha anh em, mình sẽ căn kia đó nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ok rồi, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ê, mày này 5-4 rồi anh em ơi, chơi hay bẩn xíu anh em, nhưng mà miễn cuối cùng là mình lấy lại ạc được đúng anh em ơi, đấy là mục tiêu cuối cùng của mình mà. Dù chơi có hơi ăn bẩn một xíu nhưng mà mục đích cuối cùng là vẫn phải lấy lại được ạc anh em ơi. Đấy, mình sẽ cố gắng nha, cố gắng nha. Còn 2 trận nữa thôi anh em ơi. Tiếp tục là mình sẽ bán AWM anh em ơi, tiếp tục là mình sẽ bán AWM nha. Mình liệu có chiến thắng đấy không đây anh em ơi, căng quá. Ok, bây giờ mình sẽ công lên luôn nhá. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ra đây, mình ra đây, mình nhẹ cái đầu mình đấy. À, đây, 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 đây anh em ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, ui, xin tôi kìa. Cay thế nhẹ, cay, 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 ui, một viên vào đầu kìa. Ok, bây giờ mình sẽ, ôi, nó ném bom kìa. Mày chơi bẩn thế nhỉ? Mày chơi bẩn thế nhỉ? Ok, 6-4 anh em ơi. Ui, đây là kill đầu tiên mình hết sọt anh em ạ. Ok, tiện thể mình cũng sẽ ra cho anh em một câu hỏi luôn nhá. Thì đối anh em biết từ đầu đến giờ mình giết được bao nhiêu kill không hết sọt nha anh em ơi. Đó, anh em nghe kỹ là không hết sọt nha. Từ đầu đến giờ nhá, chứ không phải là từ bây giờ đến cuối trận đâu nha. Anh em nhớ mình nghe kỹ anh em ơi. Ok, giờ mình sẽ cố gắng bắn chết nó luôn nhá anh em ơi. Nói chung là mình đang ở quê nhá, nên là nhiều lúc mẹ mình đèo với cả ấy thì hơi khó anh em ơi. Nói chung hơi buồn tí, nhưng không sao anh em ạ. Mất tập trung một xíu nhưng mà mình vẫn đang dẫn trước là tỷ số 6-4 rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lên, mình sẽ cố gắng kết thúc luôn giao đấu nha anh em ơi. Để mình sẽ lấy lại ạc nha anh em ơi. Trời ơi, quá tuyệt vời anh em ạ. Mình sẽ kích nó ra khỏi quân đoàn mình nhá. Thằng này ở trong quân đoàn mình bẩn quân đoàn mình luôn anh em ạ, anh thấy chưa? Nó dăm tê mạc của nó vào quân đoàn của mình. Mẹ cay thực sự luôn. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình móc bốp nha anh em ơi. Đâu rồi? À đây 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 đây. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh ui. Thằng này nó khôn hết, nó khôn hết anh em ạ. À, nó chơi cả bom anh em ơi. Mày qua đây, mày qua đây. Mày qua đây. Đâu rồi, đâu rồi? À đây đây đây, từ 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 từ. Nhẹ cái người mày ra đây. Mày làm gì? À ok, sắp chết rồi anh em, sắp chết rồi. Không hết sọt nữa kìa. Mình sẽ cầm AWM. Mình sẽ cầm AWM. Ô, oh, thằng này đặt kèo nhanh quá anh em ơi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À đây đây, đứng im này. Cái quần máu nó không biết mình đằng sau anh em ạ. Ui, nói chung là mới đầu cũng khá là căng thẳng anh em ạ, nhưng mà cuối cùng mình cũng đã lật kèo thành công rồi nha anh em ơi. Thì nói chung là clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi nhá. Cảm ơn tất cả em đã theo dõi đây nhá. Mai mình lấy lại ạc thì mình sẽ quay cho anh em xem nha anh em ơi. Bye bye anh em.